Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Sau một tuần thì chúng ta lại gặp nhau ở khung giờ quen thuộc này. Và không biết là cảm xúc của mọi người về câu chuyện của tuần rồi đã được gói ghém lại, đã được thu dọn một cách ngăn nắp hay chưa? Bởi vì ngay sau đây thôi, chúng ta lại tiếp nhận thêm một câu chuyện nữa. Những câu chuyện đời thì không ai giống ai. Dù cho họ đang cùng trải nghiệm một vấn đề, họ đang cùng trải nghiệm chung một cái diễn biến, thì cái cảm nhận ở mỗi con người đều không thể là y chang nhau. Thì ngay bây giờ mời quý vị khán giả sẽ cùng gặp gỡ với nhân vật của tuần này. Chào em. Chào chị ạ. Mời em giới thiệu với quý vị khán giả nè. Dạ, mình tên là Nguyễn Thanh Hồng, sinh năm 1985. Nghề nghiệp của mình hiện tại là tự do, mình vẫn làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước mình có làm cộng tác viên ở nhà văn hóa thanh niên. Có nghĩa là cũng mảng văn hóa, văn nghệ, giải trí, thể thao đồ hả? Dạ, bên bộ phận gọi là cũng kỹ thuật về ánh sáng, sân khấu rồi. Vậy thì với cái câu chuyện ngày hôm nay, nếu như bây giờ mà cần phải có một cái từ nó khái quát hơn thì nó sẽ có nội dung gì, diễn đạt làm sao đây? Câu chuyện của em cũng kể về cuộc sống. Em quan tâm về công việc quá nên dạng như hạn chế đi cái vấn đề về chăm lo gia đình, nhìn lại gia đình. Cho đến khi mình nhìn lại được thì cảm thấy ân hận. Ân hận hả? Ân hận hay là trách móc? Trách bản thân mình vì vô tình quá. Mình hơi bị vô tâm về cái vấn đề chuyện gia đình của mình. Tức là sự quan tâm, lo lắng, chăm sóc rồi cho gia đình. Có nghĩa là mình đang muốn nói về một cái sự tiếc nuối trong cái việc là mình xây dựng gia đình của mình. Vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu câu chuyện vào giai đoạn nào đây? Muốn nói về sự tiếc nuối trong việc xây dựng gia đình thì bây giờ mình phải nói về cái việc là vì sao mình có cái gia đình đó cái đã. Đúng không? Vậy thì mình lập gia đình năm bao nhiêu tuổi? Như em thì em lập gia đình lúc được 18 hay 19 rồi. Rồi sớm vậy luôn. Có nghĩa là cưới vợ rất là sớm luôn á. Dạ sớm. Vậy vợ mình lúc đó là nhiêu tuổi? Thì vợ chỉ nhỏ em có 1 tuổi thôi. Em 85 thì vợ em 86. Cũng dạng như là đi làm ra ngoài đi với mấy ông anh đi phụ việc, vô tình vô cái quán đó thì lúc đó là vợ em đang làm. Thì em cũng chọc chơi vui thôi. Công việc của vợ lúc đó là cái gì? Dạ, công việc của vợ là hình như là phụ bán cà phê ở cái quán ăn thời vụ. Năm đó thì còn cái sân khấu hài một bên năm của chú Phước Sang. Em mới nói là nếu mà em thích coi cái hài đó thì anh rất là có nhiều vé. Mà quan trọng là bên em đi bao nhiêu người. Bên vợ thì cứ nghĩ là nói chơi. Nhưng mà thật ra là em làm trong cái môi trường đó thì em được tiêu chuẩn là vé mời. Một vé mời được hai người đi. Khoảng thời gian đó thì em cũng tặng cho vợ em được 5 vé. Đại khái tầm cỡ 10 người thôi. Thì vợ em lúc đó mới hỏi là Ủa hôm qua thấy anh làm công việc là anh phụ ông anh chữa bên cái cà phê của em. Ủa sao tự nhiên anh lên đây anh làm là anh làm gì ở trong đây? Em mới nói là anh thì làm, anh cũng đang học việc gọi là cộng tác viên bên bộ phận dạy chương trình cho sân khấu rồi thôi. Sao em nói với anh em bán quán cà phê sao giờ em cũng làm bên Diamond. Dạ em cũng nói ra thì cũng mới nghĩ cái xin qua được bên Diamond bán bên dạng như quần áo đó. Bắt đầu có cái sự gần gũi bên nhau, tại vì cái chỗ làm của em với chỗ làm của vợ em chỉ cách nhau có giống như một con đường băng qua thôi. Bộ phế Nam Hà, trừ ho hóa đờm bổ phổi, thương hiệu quốc gia Việt Nam. Buổi chiều cứ tới giờ nghỉ thì đôi lúc em cũng qua dẫn vợ em đi ăn. Đôi lúc em bận bên đây thì vợ em cũng có mua đồ ăn qua cho em. Cứ thế mà từ từ cái hai đứa cũng đến với nhau. Cũng được sự ủng hộ của bên cơ quan rồi cũng nói thấy hai đứa bay hạp quá thì thôi giờ lỡ làm đám cưới luôn đi. Sự em cũng không nghĩ là dám tự tin mà nói, nhưng mà khi đó lúc đó cũng có ba. Và bên đó thì nếu mà làm tổ chức được ngay tại trong nhà quán thanh niên thì cái điều đó rất là có thuận lợi. Và khi ba em nói, tại vì ba em là giống như là một huấn luyện viên cũng như trọng kim trọng tài rồi, thì ba em cũng xin được cơ quan nhãn quán hỗ trợ là cho tổ chức ngay tại trong cơ quan trong luôn. Sân sân 4A hả? Không, ở trên lầu á, sân sân khiêu vũ á. À, trên sân khiêu vũ á, trên tầng lầu. Thầy Thái Bằng. Thì lúc đó em cũng nghĩ là trời làm cái này xong sợ hai vợ chồng không có dư cái gì á. Thì ở đó em có đi theo em cho bằng sư phụ và trực tiếp dạy cho em và hướng dẫn em về những công việc làm rồi ở trong á. Thì thầy mới nói là nếu làm gì mình cũng phải có sự tự tin. Thì giờ cứ trước mắt thì hai đứa cứ lấy đi, nếu mà lỗ á thì coi như là thầy chịu cho, còn nếu mà lời á coi như là đám cưới này thầy chỉ hỗ trợ cho hai đứa thành đôi thôi. Cũng không nghĩ tới là đụng cái là làm đám cưới. Lúc đấy là vợ mình cũng cơ bản là cũng có một cái công việc ở một cái trung tâm thương mại. Yeah. Mình thì cũng có công việc, mặc dù trẻ nhưng mà các bạn cũng không có phải là lông bông, cũng không phải là không có gì trong tay. Khi mà kết hôn xong thì cái chỗ ở của hai bạn thì hai bạn ở chung với ai?
Em cũng chịu theo ý bên vợ em, bên nhà vợ thì cũng sợ là con gái thì nếu mà lấy chồng thì phải theo chồng. Nhưng mà bên em thì cũng nói thì giờ hai đứa muốn tính sao tính, thì em cũng ở bên phía vợ em luôn. Rồi, câu chuyện là cứ thế là mình xây dựng hôn nhân thôi. Thế thì sau cái đám cưới đó, cái thời gian để các bạn yêu thương nhau rồi vẫn còn gắn bó với nhau, rồi cái cuộc sống hôn nhân rất là vui vẻ, nó kéo dài được bao lâu? Cái lúc mà đám cưới cho tới cái lúc mà tan vỡ là gần 2 năm à. Tại vì trong thời gian đó là khi em trải nghiệm thực hành xong thì bắt đầu em vô thẳng là em giám sát những cái chương trình thực tế luôn. Là phải đi suốt, đi tỉnh, đi đồ để phục vụ sân khấu. Thì cứ đi suốt là em đi thì khoảng cũng có khi 2-3 ngày về, có khi tuần lễ về. Thì lúc về cũng mệt mà thấy vợ cũng ngủ rồi thì em cũng nghĩ là thôi kệ chị, cứ để vợ nghỉ ngơi. Thì em chỉ để gèm cái phần tiền để dưới gối á, thì thường thường vợ em nó cũng biết. Đôi lúc em cũng có gọi, lúc thời gian em cũng nói anh thì công việc nhiều quá. Thì trong cái thời gian này em cũng hiểu giùm anh với thông cảm để anh đi làm kiếm tiền để mình cái cuộc sống gia đình mình nó sẽ thoải mái hơn. Em mới nói là có gì em cứ đi chơi với chị, bà chị của em, chị Vân đi. Thì cứ đi chơi vui vẻ với lại anh cũng thấy yên tâm hơn. Trước khi mà lấy vợ thì cũng biết chị Vân là cũng là chị em cả trên xã hội, cũng chơi rất là thân, rất lâu. Chị đó là bạn thân của vợ em. Của vợ em với bên em luôn. Em cũng biết chị cũng lâu lắm. Cho tới đám cưới luôn cũng có chị hỗ trợ đồ về bên vấn đề cô dâu rồi cho vợ mình. Trong cái lúc đó thì em thật sự mà nói là em tuyệt đối tin tưởng hết về vấn đề bà chị em và vợ em luôn. Sau cái đám cưới thì nói chung là các bạn lao vào công việc. Yeah. Cứ mãi biết như vậy. Thế thì bây giờ mình nhớ lại là trong cái khoảng thời gian đó thực ra có khi nào vốn vợ em cũng đã có những cái cảnh báo, vợ em cũng đã lên tiếng là trời ơi đi hoài như vậy là không có ổn. Thực ra là cổ có đưa ra những cái cảnh báo đó không? Lúc đó vợ em chỉ nói là sao anh cứ lo tập trung vô vấn đề làm. Tại vì lúc đó là em cũng sợ vợ em cực. Vợ em có cãi vã với chủ gì ở bên chỗ làm á. Em mới nói thôi khó quá thì em cứ ở nhà đi. Anh không có cần em là phải đi làm để kiếm tiền hay gì. Chứ anh cũng không muốn em phải đi làm chi chứ nó mệt. Cũng chịu nữa thôi giờ nếu nói gì cho ở nhà. Giờ em nói gì em cũng chấp thuận hết á. Lúc về em có xây ra một cái phòng hai vợ chồng ở riêng à. Vợ thì kêu nhưng mà lúc đó thì em chỉ nghĩ là đợi cứ từ từ đi rồi mình hãy tính tới việc có con. Tại vì sợ thứ nhất là bây giờ cái gia đình mình cũng chưa có được gọi là cứng cáp nên mình cũng chưa có mạnh dạn tự tin lắm. Vậy thì đến khi nào em mới thực sự nhận thấy là bất ổn để mình hiểu là hôn nhân của mình như vậy là nó không được rồi? Cái lúc mà bất ổn là cũng vô tình là cái bữa đó là giống như làm như là mình có một cái cảm nhận nha. Thì thường thường mình cũng gọi thì thấy vợ nó cũng nói chuyện được bình thường à. Như chỉ có bữa đó là gọi điện thoại hỏi vợ là ủa em có nhà hôm nay anh được về sớm, em có thích đi đâu anh dẫn đi. Thì vợ nói thôi giờ em đang lỡ vợ đi với chị Vân rồi, đang đi hát karaoke chắc cũng sắp về rồi. Thì lúc đó em mới nói là vậy anh chạy qua luôn được không? Thì vợ mới nói là thôi thì giờ về chuẩn bị tính tiền anh qua đây làm chi, thì còn không anh về nhà đi rồi cái gì em sắp xếp em chạy về. Mà thật ra thì lúc đó là vô tình á, là em chạy ngang qua cái chỗ karaoke đó, mà cái quán karaoke đó hồi đó là em cũng có hỗ trợ chạy đường dây âm thanh rồi ánh sáng ở trong karaoke. Tại vì cái quán đó là quán quen của hai vợ chồng từ lúc quen, chưa quen cho tới quen luôn. Thì em chạy ngang thì em đã thấy là có bà chị em với vợ em rồi, nhưng mà có một người thứ ba là em của bà chị em. Thì em cũng nghĩ là không có gì. Nhưng mà cái lúc em gọi cho vợ em á, thì em thấy cái cách vợ em nói, thì lúc đó bắt đầu em lại thấy có cái chữ hoài nghi. Tại vì khi vợ em nói lại tại sao lại thiếu một người, thì lúc đó em thấy mới bước vô quán mà chẳng lẽ mới bước vô quán thì chẳng lẽ có vấn đề gì đó. Em cũng tính làm một cái chuyện gọi là bất ngờ cho vợ em. Thì cái lúc mà em tính đi vào phòng, em chỉ đứng ở ngoài thôi, em cứ chưa có đi vô. Thì em thấy có bà chị em ngồi kế bên là đứa em của bà chị em và vợ em. Nhưng mà em thấy vợ em với lại em của bà chị em có cái cảm giác gọi là nó thân mật, mà thân mật nó quá mức. Trong lúc đó thì bà chị em có đứng lên và bà đi ra ngoài. Bà nói chị có nghe điện thoại chị đi ra ngoài đi công việc. Thì lúc đó em chỉ nén qua bên một cái phòng kế bên để em coi cái sự việc nó như thế nào. Thì khi em thấy đứa em của bên bà chị có cái những cái là nó đi qua quá mức gọi là bình thường của cái độ thân mật. Nó không thể là hành động của hai người bạn bình thường được. Dạ đúng rồi. Thì lúc đó em mới nhận ra đều là chắc vợ em nó đã có cái sự thay đổi. Nhưng mà lúc đó em cũng không có gọi là làm những cái thái độ ghen tuông quá đáng. Em chỉ vào phòng em mới hỏi ủa là em của chị Vân mà phải không em?
Thì lúc vợ em vừa thấy em thì vợ em nó hơi bị giật mình, gọi là hơi bị bỡ ngỡ vì hai người đang có những cái động thái quá thân mật. Cái anh ấy nói anh cần cái sự chia thích của em, xong rồi em bỏ đi về trước. Em chỉ nói vợ em có gì xong em về, anh muốn gặp em để nói chuyện. Thì khi em đi ra em gặp bà chị em, em cũng nói thẳng với chị thôi. Em thấy nó có những cái động thái nó hơi gọi là đi quá mức gọi là thân của chị và em luôn. Chị cũng nói chị cũng đâu có biết, chị mới ra nghe điện thoại này nọ, chị đâu có biết về vấn đề đó. Cái cách trả lời cũng hơi bị thẹn thùng. Thì em bắt đầu em cũng nghĩ mình cảm thấy chị có bao che. Thì đó, cái vấn đề vậy. Khi mà bước về thì vợ em có những thái độ giống như là không hài lòng. Nói vậy tại vì nó người nước ngoài qua bên đó người ta thân, người ta chỉ có những cái tỏ ra những cái vẻ thân thiện. Em mới nói một câu, cái sự thân thiện anh nhìn ở cái mức như thế nào anh biết. Còn hình như anh thấy em đã vượt qua quá cái mức của cái sự thân thiện. Cái đó là một phần là anh thấy rõ ràng là em, chứ anh cũng chưa hẳn là anh phải nói là đổ thừa về người khác được về vấn đề đó. Tại vậy mình có sự quan sát và mình có cái sự nhìn nhận giống như một cái cảm nhận riêng của mình ấy chứ. Thì lúc đó vợ em cứ nói, đứng ra nói trời, người ta ở bên nước ngoài người ta về thì ở bên bển nó vậy không á, nó hung rồi cũng có chuyện bình thường. Nó trời, mình đang là người Việt Nam mà nói cái từ hung thì thấy khó nghe quá, với lại mình không thấy nó khó coi. Thật ra cái lúc đó em cũng thấy bức xúc trong người. Thì bắt đầu vợ em mới lôi ra là em lúc nào cũng công việc dài thì thấy ngủ rồi, còn không để tiền rồi đi tiếp, chứ không có bao giờ mà quay ngó ngàng. Vậy thì sau cái lần về nhà hai bạn hụt hặc với nhau như vậy, mình có đưa ra những cái cam kết để vậy thì bây giờ từ đây trở đi nè, anh sẽ làm bớt lại, rồi hai vợ chồng sẽ xây dựng cái hôn nhân đó như thế nào không? Hay là sau đó sẽ là một cái sự im lặng kéo dài rồi thôi luôn? Không, thì cái lúc đó bắt đầu em thì không im lặng, tại vì em thích cái gì rồi mình cứ thực tế đi, giờ mình cũng thẳng thắn đi. Thì em đầu tiên là qua ngày hôm sau em gặp thẳng bà chị em để em hỏi về vấn đề về thằng em của vợ của chị em ở bên nước ngoài, rồi nó mới về và nó cái cách nó đi chơi với chị với. Thì bà chị em bà cũng rõ vẻ giống như gọi là bà thấy cũng khó xử, là tại vì bà nói mày cũng lo đi chơi tối ngày thì giờ chị dắt nó ra đi chơi với vợ mày cho đỡ buồn. Đây nó là người nước ngoài, nó mới về nó cũng bình thường. Nhưng mà nếu mà chị là chị thì em chỉ nói chị một cái tế nhị nhất. Chị có thể khuyên em chị đi chơi nhau trên cái quan hệ bạn bè, hay là chị em trên cái mức cho phép, chứ đừng có đi quá giới hạn. Nhưng mà cái vấn đề này em thấy là có vẻ như đi quá giới hạn, nhưng mà cái lỗi em vẫn nhìn về là lỗi của vợ em nhiều hơn là bên người kia. Tại vì cái đó là vợ em cũng có cái chủ động chứ không phải là riêng của người kia. Tại vì người kia chỉ có động thái là tác động thôi, còn cái người chấp nhận không chấp nhận là vợ em. Em nhìn ra cái vấn đề đó thì em có thể nói là em nhìn hiểu được. Em nói với chị để chị về, chị nói với lại nghe em vậy thôi. Nhưng mà bà chị em mới về nói gì với vợ em không biết. Thì qua cái bữa mà em nói chuyện với bà chị thì chính vợ em mới về là gọi là sừng sổ về. Vợ em đòi là gọi là đã hẳn luôn, là cắt đứt luôn. Em mới nói giờ nếu mà em muốn vậy thì anh nói chung là anh cũng chấp nhận thôi, nhưng mà anh cần là biết là lý do tại sao mà em lại cư xử với anh như vậy. Tại vì anh chỉ có lỗi là anh không có quan tâm cho em mỗi ngày, là khi cưới vào thì anh nghĩ cái trách nhiệm của anh là người đứng đầu của gia đình thì anh phải tập trung vô đi kiếm tiền bạc đồ này nọ cho gia đình để lo cho cái gia đình nó có cái cuộc sống tốt hơn, chứ anh đâu có nghĩ là nó sẽ ra như vậy. Nhưng ngày hôm nay mà giờ em cho anh một cái lý do đơn giản và cái lời giải thích của em cũng anh thấy nó quá đơn giản, là em nói tại vì anh nói những cái em thấy không hợp lý và khó nghe. Nếu mà vợ em nó muốn đúng thì em cũng phải chịu cho nó đúng thôi. Và kết thúc của cái việc chấp nhận cho vợ đúng đó là các bạn đưa ra quyết định gì? Em cũng âm thầm em nói vậy thôi, bắt đầu ngày mai anh cũng tính đi quay qua bên ba để cho nhau thời gian đi. Em cũng nói trong đầu thôi, thì em cũng có mấy đứa em ở cạnh bên ba đó, em cũng chạy qua chạy lại. Mà cái vấn đề là cái sự quan tâm của mình nó bị chi phối, nó không thể nào mà nó chia được ra được làm hai bên được nhiều. Em cũng không nghĩ là ba của mình bị bệnh. Ba có té mà ba cũng không có nói cho em biết. Thấy có triệu chứng nặng, ba nói cứ đau đầu nhức đầu. Khi mà vô trong tới bệnh viện thì mới biết là bác sĩ nói ba có một cái khối máu bầm ở trên não. Nhưng mà nói là gia đình cứ xác định đi, tức là chỉ nói riêng mình nữa. Mà lúc đó bác sĩ cũng hỏi, ủa gia đình nhiêu người? Cũng nói là em có một đứa em ruột, người mẹ, nhưng mà mẹ em với đứa em không có ở chung với ba nữa. Là giống như em, chỉ có em là người trực tiếp ở và lo trông coi ba thôi. Tức là ba với mẹ ly hôn? Dạ, cũng dạng vậy, tức là không ở chung. Tại thời điểm đó thì cơ bản là mình cũng một mình với ba trong bệnh viện. Dạ đúng rồi, thì khi bác sĩ nói xác định thì em mới nói thôi bây giờ cứ còn nước là còn tát. Em cũng nhớ là lúc còn nhỏ ba em thường dạy em là sau này mình có gặp bất cứ cái gì khó khăn nhất
hay là những cái lúc mà mình tuyệt vọng nhất, nhưng mà mình đừng bao giờ mình để mình vô những cái trạng thái gọi là mình bỏ cuộc hay là mình tự tuyệt vọng, đừng có bao giờ mà nản chí. Nhưng mà em chỉ thấy cái lúc đó là đau bụng nhất là khi vừa bị cái vấn đề sự việc ở bên phía vợ như vậy, thì quay lại thì ba em cũng đụng cái ổng bị vậy. Lúc đó em cũng bị một cái cú gọi là mình tự quyết định, lúc đó cũng cần có cái sự chia sẻ, nhưng mà cũng không có ai. Trước khi ba em vô cái phòng hồi sức tích cực, ba mới nói một câu: làm gì làm, nhớ cố gắng phải mạnh mẽ, với lại ráng lo cho mẹ với em thay cho ba. Lúc đó là em cũng không nghĩ là cái câu ba nói là câu chăn chối, nhưng mà khi mà vô cái phòng đó rồi, bắt đầu em mới hiểu lại là vô được. Nhưng mà cái xác xuất ra là ngoại trừ gọi là nghe nói là ai may mắn lắm á xuất viện về, chứ còn đa số vô cái phòng đó là cái đường ra nó đường tử nhiều hơn, thập tử nhất sinh nữa, có thể gọi là như vậy. Thế thì khi mình quay về mình chăm sóc ba thì cái liên hệ giữa mình với vợ nó như thế nào? Nó như vậy rồi nó kết thúc? Thật sự mà nói em cũng lo tập trung qua cho bên ba, tại vì khi em nghe ba em bả bị vậy đó thì em cũng quên vắng đi cái vấn đề của em luôn. Em chỉ nghĩ là cứ giải quyết lo cho ba xong đi rồi sẽ có thể quay trở lại với lại gặp vợ để mình nói chuyện sau. Tại vì gia đình mình cái gì mình phải đặt vô cái mục tiêu là thí dụ như cái nào cần giải quyết trước là mình phải giải quyết trước. Nhưng mà lên cái cân để đo thì mình bắt buộc mình phải chọn ba mình thôi. Vợ em có biết là ba chồng đang bệnh không? Em cũng không thèm nói luôn, là em tự một mình em lo thôi. Nhưng mà tới lúc mà khi mà ở bên nhà biết là ba em cũng sắp mất á, thì cũng vợ em nó cũng có vô mà nó chỉ đứng ở ngoài, nó hỏi: ủa rồi giờ ba làm sao? Em cứ thật sự em cũng rất rối luôn, em cũng không biết sao. Cái quan trọng ở đây đó là cái cuộc hôn nhân của bạn, ngay cả đến khi ba bạn mất đi thì bạn với vợ bạn đã ngồi xuống để giải quyết dứt điểm cái sự việc trước đó chưa, hay là cái sự im lặng nó cứ kéo dài như vậy? Dạ thì lúc đó là cái sự im lặng kéo dài tới lúc ba em mất xong á, thì hình như là em với vợ mới thật sự là gọi là đứt luôn. Hai bạn kết thúc với nhau theo kiểu gì? Cứ im lặng rồi xa thôi. Đồ của mình thì mình gói lại, mình về nhà mình ở. Còn vợ thì cứ ở nhà bên nhà bà ngoại rồi xong rồi thôi. Dạ đúng rồi. Khi em đi em chỉ nghĩ là em trở về bên lại bên phía để là lo sự cho ba em xong thôi. Mà lúc đó em cũng chưa biết nghĩ là mình đi về đâu nữa. Em cũng dẫn qua bên vợ để thăm bên phía nhà vợ. Thì nhà vợ nói: ủa mày không biết hả? À, thằng em gì của bên bà gì nó cũng đâu quen vợ mày nữa đâu. Giờ vợ mày quen người khác. Thì cái vấn đề khi mà em chỉ cần nghe câu đó thì em tự hiểu rồi. Em hiểu cái gì? Em hiểu đơn giản là tại vì nói chung là em không bằng được người đó hay là vấn đề gì. Nhưng mà nếu mà không có em hay là không có thằng em của bà chị em thì vợ em vẫn quen người khác là bình thường. Tức là vợ em cần có người chia sẻ nhiều hơn hay là gần gũi hay là hiểu cho vợ em nhiều hơn. Chẳng hạn là điều đó. Có khi sạc qua bên nhà thăm bà ngoại của vợ em thì có khi nó cũng sạc về. Mà khi sạc về thì gặp nhau cũng giống như gọi là nhìn nhau miễn cưỡng thôi chứ cũng không gọi là gì. Bao nhiêu lâu rồi mình cắt đứt thực sự với gia đình bên đó? Dạ thật sự là nếu đến tới bây giờ như cũng 14 năm. 14 năm. Khi mình bước ra khỏi cái cuộc hôn nhân đó cho đến thời điểm này thì bạn có tiếp tục kết hôn với ai nữa không? Dạ không, em nghĩ thôi. Bây giờ mình cứ tạm thời mình lo tập trung vô cái công việc để mình làm. Sau này thì tính chứ bây giờ sau cú sốc của vợ rồi tới ba em mất á, thì cái tự nhiên cái thời gian đó em cũng thật sự là rất là buồn mà cũng chưa suy nghĩ. Đôi lúc nhiều khi mình cũng muốn gọi là mình lạc trôi luôn, mình buông bỏ hết luôn á, mình thả lỏng hết luôn. Nhưng mà mình nghĩ lại em vẫn nhớ lại những gì ba anh nói, mình phải ráng cố gắng tiếp tục mình sống và mình phải sống tốt hơn nữa. Khi mình rời khỏi cái cuộc hôn nhân đầu đời của mình như vậy á, tính đến thời điểm này mình không có cưới ai nữa, nhưng mà thực ra có thời điểm nào bạn cũng nghĩ là mình cũng có nghĩ tới việc lập gia đình không? Bây giờ em chỉ nghĩ là cái giống như gọi là cái định mệnh đi. Nếu mà cho em có duyên có thể quen một người phụ nữ khác vợ em á, thì nói chung là cái đó em cũng nghĩ là hên xui đi. Tại vì em cũng chưa gặp được người nào mà nó khác giống như vợ em vậy đó. Nên đâm ra em cũng... Nó khác giống như vợ em có nghĩa là sao? Tức là... Nếu như bây giờ em gặp được một người phụ nữ như thế nào thì em nghĩ là em sẽ sẵn sàng kết hôn. Em chỉ cần người đó hiểu được ý em thôi. Với lại biết quan tâm đồ lo đồ cho gia đình. Hiểu giùm là giống như là em chỉ vì công việc thôi. Chứ thật sự nếu mà có thời gian em cũng muốn cũng dành thời gian dành cho vợ em giống như lúc trước vậy. Chứ không phải mà để như ngày hôm nay là đường ai nấy đi. Theo em nghĩ về bản chất cái cuộc hôn nhân của bạn dừng lại là nó do cái gì? Thứ nhất á, em nghĩ là mình hơi bị thờ ơ, với lại không có cái sự quan tâm đúng lúc, hay là cho bản thân đi kiếm tiền đồ nghĩ là sẽ có được hạnh phúc. Mà rốt cuộc á, khi mà nhìn nhận lại đây, hạnh phúc á, rốt cuộc nó không có bên mình nữa. Sau 14 năm có vẻ vẫn chưa tìm được đáp án nha. Tại vì thực ra vấn đề căn bản không phải là em thờ ơ đâu, mà cái cuộc hôn nhân của em nó dừng lại bởi vì lý do đầu tiên nè, tình yêu của hai bạn chưa có đủ nhiều.
Mình nhớ lại đi, mình yêu cô đó năm mình nhiêu tuổi? Lúc đó có 18. Rồi có nhiêu tuổi? Thì cũng có tầm đó. Thì đây là cái độ tuổi mà người ta có thể có rung cảm với một người khác giới, nhưng mà nó chưa thể là một cái tình cảm mang tính ổn định sâu sắc, để người ta có thể hy sinh được niềm vui của bản thân, để người ta đủ chín chắn để người ta cùng nhau xây dựng gia đình. Đúng là 18 tuổi kết hôn, pháp luật không có phạt nữa, không có bị vi phạm pháp luật. Nhưng mà về năng lực tâm lý và năng lực vận hành cuộc sống, không có ai ủng hộ việc các bạn kết hôn năm 18, 19 tuổi hết. Tại vì nó trẻ người, non dạ, nó vừa không ổn định sự nghiệp. Và đặc biệt cái điều quan trọng nhất là chúng ta cũng chưa chắc chắn được là cái người này sẽ là cái người bạn đời của mình đâu. Cái tình cảm lúc đó nó quá non nớt để người ta hiểu rằng là xây dựng hôn nhân với nhau là có nhiều thứ lắm. Điều này không có nghĩa là khi người ta lớn tuổi hơn người ta làm được. Vẫn có những cặp đôi lớn tuổi mới kết hôn, kết hôn về đúng 2 tháng chia tay, có luôn. Nhưng chí ít cái xác suất của nó thấp hơn. Hai vợ em nè, gặp được nhiều người hơn, sàng lọc rồi thì mới chắc được rằng đây có phải là cái người chồng mình muốn hay không. Tính ra cổ gặp được bao nhiêu người? Có thể là cổ gặp được có em thôi đó, rồi cổ kết hôn luôn đó. Hoặc thậm chí là trước em có thể là có thêm một vài người nữa. Nhưng mà cái cô gái 18 tuổi là một cái cô gái vẫn chưa biết được là còn bao nhiêu người nữa ở ngoài kia. Để coi là cái kiểu nào là cái kiểu mà mình muốn gắn bó. Đó là lý do cổ rớt vô vòng tay của cái ông nào đó mà em của cái chị kia. Rồi sau đó là cái ông đó cũng đâu phải là người cuối cùng, thêm vài người nữa. Nếu như mà chúng ta công bằng với nhau về sự phát triển tâm lý, chúng ta hiểu rằng là cổ cũng chưa trưởng thành mà. Để có thể chắc được rằng đây là cái người chồng đúng rồi nè, đúng là người chồng này nè. Và mình sẽ hiểu cho chồng mình chấp nhận cái chuyện là xa chồng, cho chồng đi làm là một câu chuyện bình thường. Không, cô gái 18, 19 tuổi là em ham vui lắm. Em hình dung hôn nhân là phải vợ chồng ríu rít bên nhau, mà sao chồng em đi đâu mất tiêu. Rồi cái kiểu lãng mạn mà cổ muốn được thụ hưởng, có thể là trước đó ngoài em ra cổ chưa có ai để cổ so sánh. Nhưng mà sau em rồi cổ gặp thêm vài người thì cổ mới nhận ra thực ra đây mới là cái tương tác xã hội mà mình cảm thấy mình mong muốn có nè. Rồi lý do thứ hai, cả em và vợ em đều không hợp để kết hôn. Dù cho bây giờ em nói là em cưới vợ, chị cũng lo cho em nữa nè, chứ đừng nói cách đây 14 năm hay 16 năm về trước. Vì sao em biết không? Tại vì như em chưa có đủ cái tự tin thôi. Đúng, em không có tự tin. Thứ nhất là em không có tự tin. Cái thứ hai đó là em có thể rất cần cù và chăm chỉ, nhưng mà cái sự rõ ràng, quyết liệt trong từng cái mục tiêu của cuộc sống, chuyện gì ra chuyện đó, thì có vẻ như là mình không có thu xếp. Em chỉ ngồi đó em tủi thân vì mình không bằng người ta. Nhưng em không bằng người ta cái gì? Em có kế hoạch để em bằng người ta không? Em không có tính. Và với một người không tính như vậy thì làm sao đủ niềm tin để một cô gái, một người phụ nữ nào đó gắn bó với em, cảm thấy nể trọng em và xây dựng hôn nhân với em? Còn đằng này là em cứ yếu thế, em cứ thiếu tự tin. Nhưng làm sao để mình tự tin hơn thì em cũng không có tính luôn. Em cũng cho dòng nước đó trôi đi. Mình như lục bình vậy đó, nước lên mình lên, nước xuống mình xuống. Thì hình mẫu này không phải là hình mẫu của một cái người có thể điều hành được cái cuộc hôn nhân của mình. Cụ thể mà, đừng nghĩ gì cái gì đó mơ hồ hết. Nhưng mà chốt lại nè, tóm lại là một cái cuộc hôn nhân nó đã lùi xa rồi. Và đến thời điểm này mình cũng không có kết hôn nữa. Điều này nó cũng đồng thời lý giải một cái thắc mắc của chị hồi nãy chị định hỏi em á, nhưng mà giờ chị nghĩ là không cần hỏi nữa đâu. Là chị định hỏi là tại sao cuộc hôn nhân ấy có 2 năm thôi mà nó đã diễn ra cách đây mười mấy năm về trước rồi, mà bây giờ ngồi ở đây em vẫn kể về cái cuộc hôn nhân đó với một cái sự quẫn ức, với một cái tâm trạng nó sống động như vậy. Chị đang định nói là tại vì em vẫn còn gọi là dính mắc với quá khứ, nhưng mà giờ hiểu rồi, tại từ đó đến giờ cũng chưa kết hôn lại. Đó là một cái trải nghiệm gần như là rất là quan trọng trong đời mình. Thế thì ngày hôm nay khi xuất hiện ở đây và quyết định kể lại cái câu chuyện đó, ngoài cái việc là mình được nói, mình được chia sẻ, thì em có cái mong muốn, có cái thông điệp nào gửi đến cho mọi người không? Mình hãy quý trọng và hãy quan tâm thực sự tới những cái gọi là đang trước mắt hiện tại, chứ đừng có để buộc mất đi. Giống như em đôi lúc nghĩ và nhìn nhận lại thì em cảm thấy nó hơi bị muộn. Muộn là mình muộn đến với chính bản thân em thôi. Mình cứ dây dứt, mình cứ hối tiếc, đúng không? Tiếp lời Thanh Hồng nè, đó là đừng quá thờ ơ để rồi chúng ta buộc mất đi những cái điều mà chúng ta đang có. Hãy chăm sóc cho những cái tài sản về mặt tinh thần mà mình đang sở hữu, nhưng cũng phải trưởng thành để biết cách chăm sóc. Cảm ơn em vì đã đến đây ngày hôm nay. Một câu chuyện đã lùi đi rất là xa, thì chị cũng hy vọng rằng em sẽ thu xếp mọi chuyện trong đời mình nó rõ ràng, nó rành mạch, nó cụ thể. Cảm ơn em.
Và đến đây thì thời lượng của Ai Cũng Có Chuyện tuần này cũng kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi, dành sự yêu thương cho Ai Cũng Có Chuyện vào mỗi tuần trong khung giờ quen thuộc. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào số phát sóng ở tuần sau. Rồi ok, bây giờ thì anh tự chủ động giới thiệu về bản thân của mình nhá. Họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, công việc hiện tại của mình nhá. Rồi mời anh. Anh tên là Nguyễn Ngọc Duy, sinh năm 1987. Anh ở Bình Dương, nghề nghiệp là kỹ thuật viên sửa chữa ô tô. Rồi, Nguyễn Ngọc Duy đúng không ạ? Đúng rồi. 1987, Bình Dương, kỹ thuật viên sửa chữa ô tô. Đúng không anh? Anh làm quê quán là anh ở đâu? Quê anh ở đâu? À, ở Bình Dương. Ở Bình Dương luôn đúng không? Ở Bình Dương. À. Rồi, nhà cửa mình có chưa hay mình đang ở trọ? Đang ở trọ em. Nhưng mà quê mình ở Bình Dương luôn. Ờ. Anh có điểm mạnh, điểm yếu gì? Nó không biết nữa, không biết có điểm mạnh, điểm yếu gì không nữa. Rồi, anh Duy, vậy thì anh từng kết hôn? Chưa, chưa em. Chưa. Vậy trước giờ mấy mối tình rồi? À, chưa có mối tình nào hết. Chưa mối tình nào hết. À. Tại sao vậy anh? Tại lúc mà thầy đi học anh chỉ biết học xong ra đi làm cũng có quen, nhưng mà chỉ thời gian cái rồi hai bên không hiểu ý nhau cái rồi chia tay. À đấy, nó được gọi là một mối tình ấy, nhưng mà nó yêu nhau trong khoảng thời gian bao nhiêu lâu? Cũng mấy tháng rồi em. Mấy tháng? Cỡ 5-6 tháng gì á. Đó là một mối tình. Thế sau này khi trưởng thành rồi, phát triển rồi thì anh không có nhu cầu có bạn gái hay sao? Anh cũng có mà anh không có, anh không có, cũng anh cũng ít giao lưu với mấy bạn bên ngoài lắm. Ngoài việc đi làm về là anh về phòng hoặc là về nhà nghỉ ngơi xem nhạc về thôi à. Thu nhập của anh bây giờ là bao nhiêu tháng? 11 triệu một tháng. Rồi. Nhưng mà tại sao anh là một cái con sống hướng nội á, kiểu là không thích tiếp xúc bên ngoài, mà bây giờ tự nhiên bao nhiêu năm trên cuộc đời không nhu cầu cái, bây giờ tự nhiên lại đăng ký bạn muốn nhận hò là như nào? Tại do bà già hối anh dữ quá, do mẹ hối dữ quá. Nhưng mà mẹ hối dữ quá, nhưng mà anh có nhu cầu thật không? Anh không có. Anh không có nhu cầu xong về xong rồi ghép cho anh, xong rồi anh về anh cũng đâu có hẹn hò với người ta đâu thì cũng chết. Anh có anh có nhu cầu. Rồi thì bây giờ nói chung là về câu chuyện của tình yêu của anh là chẳng có cái gì luôn đúng không? Bây giờ anh mong muốn tìm mẫu người như nào? Anh muốn tìm mẫu người cũng dịu dàng nết na vậy thôi, được khoảng chừng từ 22 cho đến 28 vậy á. Rồi, hai đứa em. Rồi, công việc nghề nghiệp như nào thì phù hợp với lại công việc nghề nào cũng được hết em. Công nhân hay là làm văn phòng cô gì cũng được hết. Không đòi hỏi cao cấp quá đúng không? Không cần phải đòi hỏi. Quê quán vùng miền, có kỵ miền nào không? Không em, miền nào cũng được. Nếu mà bây giờ lấy vợ về thì ở trọ luôn à? Nếu giờ lấy vợ là về nhà ở. Về nhà mẹ ở. Đúng rồi. Nhà rộng rãi không anh? Rộng em, khoảng 30 mét vuông đó. 30 mét vuông. Nhưng mà ý phải làm dâu đúng không? Làm cũng được, mà không làm cũng được. Không làm thì anh có tính phương án gì? Nếu mà không làm dâu thì anh tính phương án như nào? Mà vợ chồng sống chung ở phòng trọ cũng được. Rồi.
có nhu cầu xây nhà chứ anh có gom góp được tiền gì không? À có em. Anh góp được bao nhiêu tiền? 250. Ừ. 200 rồi, nói chung là để sẵn sàng để mà cưới vợ ấy đúng không? Đúng đúng rồi, đúng rồi. Rồi ok, bây giờ nếu mà hẹn hò được thì anh thấy ở cái khu vực nào anh có thể hẹn được, ví dụ như Bình Dương hoặc là ở Sài Gòn được không? Cũng được em. Sài Gòn càng tốt. Tại vì Sài Gòn quê ngoại anh ở trên đó mà. Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai, Biên Hòa, gần. Rồi ok, anh, cảm ơn anh nhá. Thì mà tìm được cái người phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ với anh ha. Rồi rồi rồi. Chào anh ha. Mình giới thiệu về bản thân mình giúp tụi em đi anh. À, Họ và mình tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp à? quê quán thì ở Trà Họ và tên của Vinh. anh là gì? Anh giới thiệu bình thường từ đầu lại giùm em ha. Rồi. Mình tên là Đoàn Đoàn Phôn, quê quán ở Trà Vinh, hiện tại đang sống làm việc ở Đồng Nai. À, Anh sinh năm mấy anh? sinh năm 92. Sinh năm 92 hả? Rồi, anh làm gì ở Đồng Nai? Làm tại xe xúc lật, tài xế Tài xế xe gì anh? xúc lật á, Xe xúc xe quá tư hả? nhân. Dạ đúng rồi. Giờ đang trong làm việc, mình bận độ nó hơi ấy. Rồi anh đang ở Đồng Nai. Đúng rồi, Là mình đi theo công trình hay như thế nào anh? đúng rồi, theo công trình công ty, nhà máy công ty đó, nằm bên bê tông đó mà, bê tông cốt thép. Rồi điểm mạnh điểm yếu của anh Phone là gì? Điểm mạnh điểm yếu của mình đó là nhát, đi nhát cô gái thì rõ, ở nhà suốt à, không dám đi đâu, ít nói. Rồi điểm mạnh của mình Điểm mạnh như thế nào ta? là những ưu điểm của anh á, là anh biết Ưu làm gì, nhà anh làm gì, sở trường của anh là gì, tài lẻ của anh là gì? chung là nhà không có phụ nữ thì cũng vô bếp nấu ăn nấu uống này nọ, nấu cơm, không có ai thì tự giặt giũ nhà luôn. Rồi hát hò thể thao, dục thể thao gì không anh? Thể thao thôi, hát thì nói chung là đi làm suốt rồi, không có ở nhà hát được, chỉ nghe nhạc thôi. Thể thao là anh chơi môn gì? Thể thao như chẳng hạn là đá banh, đá cầu, cầu lông này đó, chứ bơi lội không biết. Rồi anh tình trường của anh sao rồi? Có trải qua mối tình Tình nào chưa? trường chưa chưa có mối tình nào cả, Cái gì? chưa có mối tình nào cả, Có chưa kết hôn lần nào luôn? chưa kết hôn lần nào luôn. Cái gì chưa mối tình lần nào luôn hả trời? Ông là đang ế, mưa 31 tuổi rồi, đang Vậy ghế là nhà. 31 năm Đúng rồi, chưa từng nắm tay luôn. chưa từng nắm tay, Có hôn ai chưa? chưa luôn. Trời đất ơi. Lại lo làm ăn suốt mà. Lo làm Đây. ăn là lo làm ăn là làm ăn, còn chuyện yêu đương thì yêu đương. Thì không có thời gian, và nói chung mẹ cũng khó, cũng cho đi chơi này nọ, chỉ ở nhà với mẹ. Trời đất ơi. Rồi bây giờ về lấy vợ về là giờ về ở với mẹ luôn hay sao? Nói chung là thì cũng ai ai ở bên nào thì chịu bên đó thôi. Là sao? Ai ở bên nào chịu bên đó là sao anh? Là muốn lấy vợ thì muốn về ở bên vợ cũng được, mà bên chồng cũng được, chỉ là vậy. Là giờ mẹ cho thả cửa rồi hả? Nghe cho thả cửa luôn à, bà hối quá hối à. Ủa chứ lúc trước tự nhiên ôm nhà hoài, tự nhiên giờ hối rồi. Bà được giờ kêu hối, bà kiếm con dâu bà. Rồi sao xung quanh anh không có ai sao mà anh phải lên tham gia chương trình? Trời, làm trong môi trường nó có ai đâu, đàn ông không mà. Rồi không ai mai Chung mối cho anh hết hả? thì có làm môi mà làm mối rồi nó cũng không có ưng mấy, Đã có làm mai làm mối. cũng có rồi, cũng có làm mai làm mối mà mình không ưng. Sao mình không mừng? Mình khó tính quá hả?
không phải là Trời khó, đất ơi. nó hơi gục gà nhút nhát thôi. Rồi bây giờ anh lên trên chương trình anh mong muốn là có bạn gái như thế nào? Thì nói chung là hiện đảm đang là được rồi, không không cầu kỳ với tiền vật chất là được rồi, Cái gì? Không cầu kỳ gì? tiền bạc cái gì đó dễ chịu hiền lành thôi. Dễ chịu hiền lành, nhưng mà ví dụ người ta cũng bây giờ công việc của anh lương tháng nhiêu nè? Trung bình có khoảng 10 triệu à, mười mấy triệu à. Thì là cái bạn gái của anh muốn mẫu người bạn gái như thế nào, về ngoại hình, về tính cách, về công việc? Chung là mình cũng 80 kg, kiếm người khoảng tầm 60 à, 5 60 kg thôi. Mét sáu mình mét 65. Đúng mà vừa vừa đối tượng mình thôi. Chung là công việc giờ cũng đang nhiều rồi, thời gian mình cũng nhiều cũng lâu rồi. Vậy thì bây giờ nếu mà em làm mai cho anh rồi anh không có thời gian tìm hiểu người ta là sao? Rồi đâu phải phải chấp nhận thôi, Ai chấp nhận? mình chấp nhận chịu thời gian dài thôi, được Rồi, không? rồi anh còn yêu cầu gì nữa không anh? Thôi gì đợi cầu, nói chung là kiếm người yêu người vợ cho mẹ già được rồi, không yêu cầu gì hết. Rồi ở đây thì chỉ là bộ buổi phỏng vấn của chương trình bạn muốn hẹn hò thôi, thì để xem cái cách nói chuyện mình như thế nào. Nếu như mà có người phù hợp hoặc là anh được lọt vào vòng 2 của chương trình bạn muốn hẹn hò thì bên em sẽ liên hệ lại với anh ha anh ha. Dạ Rồi em chào anh. dạ dạ cảm ơn. Định thôi, Dạ. mình sẽ giới thiệu về thông tin cá nhân của mình trước ha, họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Em là Hoàng Minh Thắng á, em sinh năm 1988. Sinh ra và lớn lên ở Nghệ An và em đang sống và làm việc tại Hà Nội. Em làm Mình công việc là xuất quản lý xuất nhập khẩu của công ty của Đức. Dạ rồi, vậy thì nếu mà anh Thắng có sắp xếp vào thành phố Hồ Chí Minh để ghi hình được không anh? Nếu mà là cái cơ hội nó rõ ràng và em hiểu là nó thuận lợi cho em về mặt lịch làm việc hoặc là kế hoạch thì em sẽ, và khi em đã chấp nhận là tham gia phỏng vấn, có nghĩa là em cũng đã tìm hiểu về cơ bản về về format của chương trình và các điều kiện của chương trình, thì em hiểu là sẽ phải vào Sài Gòn, thì có nghĩa là em nghĩ là có thể, bởi vì em không xua được là lịch nào và nói là như nào, nhưng mà em hiểu là có thể. Dạ rồi, ok, để em nói sơ về cái quy trình nhanh để mình nắm ha. Nếu mà hôm nay chỉ là cái buổi cách đầu tiên thôi, sau đó là mình sẽ có cái vòng thứ hai, là biên tập sẽ trao đổi kỹ thêm với mình để tìm ra cái người phù hợp nhất. Và khi mà có cái lịch ghi hình thì chương trình sẽ báo sớm, kể cả mình và cô gái bên kia mà chương trình sẽ ghép đôi á, để cả hai cùng sắp xếp tham gia và gặp mặt nhau ở trong chương trình ha ha. Dạ rồi, mình sẽ có những cái quy trình phía sau nữa. Nói chung là cũng sẽ tìm cho mình cái người phù hợp nhất thôi. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ nói về bản thân mình trước đi anh Thắng. Chia sẻ một xíu về những cái điểm mạnh, điểm yếu, sở thích, tài lẻ của mình đi anh. Điểm mạnh của em thì chắc là tính tình rất là hiền lành và cũng chăm chỉ trong 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 cả việc học hành lẫn cả việc làm việc. Điểm mạnh nữa là cũng cũng khá là cầu tiến trong trong cuộc sống. Thế còn điểm yếu của em thì em cảm thấy là em hơi hơi nhút nhát và thiếu quyết đoán. Trước giờ thì tình trường mình như thế nào và mình trải qua mấy mối tình hả? Tình trường thì nó chỉ là trong khoảng thời gian ngắn ấy, thì tức là dưới một năm thì cũng khoảng 2 đến 3 mối tình, nhưng mà nó cũng không phải là quá dài. Vậy thì cái lý do vì sao mà mình lại chia tay? Em nghĩ là hai bên có thể là em thì em nhận là lỗi do em, bởi vì là em cũng không quá nhiệt tình lắm trong các mối quan hệ đấy và cũng quan tâm có thể là không đủ, thế nên là phía các bạn nữ sẽ cảm thấy là không chắc chắn về mối quan hệ đấy và các bạn ấy muốn là tìm những mối quan hệ khác nó rõ ràng hơn và nó đi đến cái mục đích mà các bạn để mong muốn nhiều hơn. Là bao lâu rồi mình không quen ai? Hơn 2 năm ạ. Ồ, 2 năm hả?
thấy mình ngoại hình cũng ok, công việc cũng ok nè, rồi là trong công ty không ai phù hợp hay sao? Cũng có đấy chị ạ, nhưng mà nó kiểu ở công ty thì em cũng không muốn nó ảnh hưởng đến cái việc công việc ấy, nên là em cũng khá là joy giữa việc là công việc và tình cảm. Thế còn này ở ngoài thì chắc là em thì em vẫn hơi thiên về cái việc là sẽ có một nhân duyên nào đấy, hoặc là một cái xuất phát điểm nào đấy để dẫn đến tình cảm nó tự nhiên nó phát sinh, hơn là mình cứ phải chủ động. Tại vì em cũng như em đã nói, em là người nhút nhát và cũng không chủ động lắm trong việc là tìm kiếm cơ hội tình cảm. Thế nên là ở đâu đấy thì em cũng cũng chưa có được những cái cơ hội thực sự nó rõ ràng. Mà em cũng muốn chia sẻ luôn là cái cơ hội mà để em kết nối với cả phía bên chương trình ấy là do một người 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 bạn của em đăng ký đấy, nhưng mà em không biết. Thế xong rồi là em cũng, nhưng mà tại vì là bạn ấy cũng đăng ký, em thứ nhất là tôn trọng bạn ấy, thứ hai là tôn trọng cả chương trình nữa, nên là em cũng nhận lời phỏng vấn. Nhưng mà bản thân mình là cũng có nhu cầu thật sự mà đúng không? Vâng, tất nhiên là điểm tuổi thì cũng phải là, Ừ. Rồi ok, vậy thì em bây cũng giờ được mình chia cho mình cơ hội. à, bây giờ mình chia sẻ về cái hình mẫu mình mong muốn luôn đi em. À, về ngoại hình, tính cách, tuổi tác nè, à, Vâng. công việc, vùng miền, tất cả những cái tiêu chí mình mong muốn ha. Dạ vâng. Về mặt chỗ ở trước, là chỗ gọi là địa điểm đi, thì là em cũng muốn những bạn mà có khoảng cách là ở gần 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 hơn của em, một là ở Hà Nội, hai là ở Nghệ An chẳng hạn. Bởi vì là em cũng không, tại vì em cũng không phải là một người quá nhiệt tình, cho nên nếu mà khoảng cách quá xa thì em nghĩ là sẽ khó. Tất nhiên nó chỉ là một cái prefer của em thôi, còn là nó là chuyện mà còn các nhiều yếu tố khác nữa chẳng hạn. Rồi, ví Đấy, dụ như còn bạn về gái ngoại mà hình quê Nghệ An mà đang làm việc ở Sài Gòn thì được không? cũng thì em đang xếp xếp thứ tự ưu tiên là Hà Nội và Nghệ An trước, tức là sống và làm việc tại Nghệ An và Hà Nội trước, hoặc là Nghệ An hoặc là Hà Nội trước. Còn tất cả những option khác thì dù bất kỳ nữa ở đâu trên trên Việt Nam đều đều cũng là ok, chứ em không loại trừ, em sẽ không có cái trường hợp nào là không 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 chấp nhận cả. Rồi, ok. Ngoại hình thì là cũng không cần phải quá đặc biệt, em không quan quan trọng lắm đến ngoại hình, mà em quan trọng đến tính cách là hiền lành. Và cũng không phải là hiền lành có nghĩa là không được phép cá tính, nhưng mà chỉ là kiểu nó phải là chân thật và là người thực tế là được. Rồi, còn tuổi tác cô này thì như thế nào? Từ trên tuổi em 2 tuổi đổ xuống, tức là có thể hơn tuổi em nhưng mà chắc là khoảng 2 tuổi. Còn nếu mà là ở ở cái ngưỡng dưới ấy, thì em nghĩ là khoảng tầm từ 96 đổ lại, tại vì là em cũng muốn quen các bạn trẻ quá, nó sẽ có khoảng cách về thế Rồi, mình còn yêu cầu gì đặc biệt ở cô gái này nữa không? không, em hết rồi. Rồi, à, mình có tài lẻ hay năng khiếu gì không anh Thắng? Tài lẻ thì em hát cũng tốt, hát cũng hay, chỉ là hát từ 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 hát từ nghe thôi. Rồi ok, vậy thì mình hát thử một đoạn ngắn đi. Ôi Trời ơi, sao thôi, trời, mình hát hay mà tự nhưng mà tin lên có gì em đâu. đang ở, em đang ở trong cái phòng làm việc mà nó cũng là open. À vậy hả? Rồi ok, nếu mà mình được chọn vào vòng 2 á, hoặc là chuẩn bị một cái ca khúc gì đó để hát tặng bạn gái ha. Vâng. Dạ rồi, hôm nay chỉ là cái buổi phỏng vấn đầu tiên thôi. À, Rồi. sau đó là sẽ có một cái buổi để mình làm việc thêm với biên tập nữa, cũng như là để tìm ra cái cô gái mà phù hợp nhất với mình ha. Dạ vâng. Dạ rồi ok, cảm ơn anh Thắng, mình cắt xong rồi anh. Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Chào Dạ chị. rồi, em chào anh ạ. Dạ, chào các anh chị. Nói to to hơn chút xíu giùm em đó. Dạ em nghe được anh ơi. Dạ vâng, anh ý em là anh nói to to xíu nhá. Dạ. Tại giọng anh bây giờ đang hơi nhỏ. Em nghe rõ chưa anh? Dạ vâng. Anh nói họ tên, tuổi, nghề nghiệp, công việc hiện tại của mình nhé, để em nốt lại. Dạ. Họ tên của anh là gì? Tên em là Nguyễn Đình Sĩ ạ. Anh chủ động giới thiệu về bản thân mình nhé. Dạ. Rồi anh giới thiệu đi, anh sinh năm bao nhiêu? Công việc là Em gì? sinh năm 1984 Công việc hiện tại của anh? à? Công việc em nhân viên à? Nhân viên gì anh?
À, em là bên kho anh rồi. Kho ở đâu anh? Anh nói chưa? Dạ, cái kho, công ty em là chuyên làm đế giày với cái TPU của Adidas đây anh. Hiện tại anh đang làm ở đại đâu? Và em đang làm ở dưới Tân Biên, Bình Dương. Tân Biên, Bình Dương. Dạ. Rồi. Quê quán của anh ở đâu ạ? Quê quán em ở Bắc Ninh anh ơi. Quê Bắc Ninh. Anh vào trong này lâu chưa? Em vào được 8 năm rồi anh. Hiện tại anh đang ở trọ Bình Dương hay sao ạ? Dạ em đang ở nhà. Vâng. Đang ở trọ Bình Dương. Dạ đang tạm trú ở Bình Dương anh. Rồi. Anh trước giờ đã từng kết hôn chưa? Em chưa anh ơi. Chưa từng kết hôn. Dạ. Anh trải qua mấy mối tình rồi mà tại sao mà mình tới giờ mình chưa kết hôn nhỉ? Em thì 30 mối rồi nhưng mà đâu nó nằm ở đâu ấy. Nên là chưa có duyên. Theo anh nghĩ lại là chưa có duyên. Yeah, em thì cũng quen 3-4 mối tình rồi nhưng mà đôi khi thì quen xong thì nó không tới đâu. Trong thời gian thì chẳng có muốn quen nữa thì mình chỉ lao động trong công việc thôi, đi làm thôi. Rồi. Bây giờ cái mối tình nào mà sâu sắc mà anh vẫn nhớ tới mà mình gần đạt đến cái độ hôn nhân rồi thì mình bỏ lỡ thì là kể chia sẻ chút với lại chương trình thêm được không? À, sao anh nhỉ? Mối tình sâu sắc nhất của anh nó như thế nào? À, mối tình cho em thì trước em thì quen một bé thì cũng làm bên phòng nhân sự. Cũng cùng công ty xong thì nhiều cái lý do lắm anh ơi. Bóng là lại mình không quen mà không quan tâm đến người ta hay đi chơi. Không hay cho người ta đi chơi á? Giống như mình hay đi chơi hay bỏ bê kiểu người ta vậy. Người phụ nữ người ta phải cần cái sự quan tâm lo lắng đây. Mình cứ đi chơi thì thỉnh thoảng không dắt đi chơi người nhà hay gia đình bạn bè người ta gì đó chẳng hạn đấy thế. Thì người ta cũng buồn. Xong rồi xảy ra mâu thuẫn thế này thế kia thì xong thì thôi. Nhưng mà cái mối tình đấy là diễn ra trong bao nhiêu lâu? Dạ em thì quen bạn ấy cũng được 2 năm ấy. 2 năm. Nhưng mà rõ ràng là anh nhận ra vấn đề là từ anh bỏ bê bạn gái. Đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Em cũng có kìa. Cái mối tình đấy là bao nhiêu lâu rồi? Cách đây khoảng 3 năm rồi anh ạ. Cách đây 3 năm đấy là cô gái đấy là để ấn tượng đúng không? Dạ. Thì bây giờ người ta cũng có gia đình rồi, tình cảm vẫn hỏi thăm, như là vẫn quý mình như là anh thôi. Thì mình quý người ta như là em gái, nên là tình cảm vẫn hỏi thăm nhau, trời vẫn động viên nhau. Thăm gì đó ông ơi. Thì đúng kìa, em gái. Cái đấy là, nhưng mà cái lúc mà yêu nhau ấy, thì tình cô gái đối xử với anh như thế nào? Cô quan tâm anh không? Có anh ơi. Người ta cũng rất là, tóm lại là người ta cũng quan tâm, cũng biết lo cho mình những lúc mà những khó khăn hay cái gì đó người ta cũng, nhưng mà mình đôi khi thì con trai thì anh bảo hay anh em thì hay thế này thế kia đấy, cả thứ bảy hay chủ nhật đi đâu hay ngồi một ly hai ly nên là người ta buồn. Nên là khi người ta bảo nói hạn chế bớt mấy chỗ mà bạn bè hay ra xã giao bớt đi, mình không ấy thì đôi khi lại xảy ra mâu thuẫn đấy. Nhưng mà cách đây 3 năm rồi thì lúc đấy anh chưa có nghĩ tới chuyện lập gia đình à? Không kết hôn à? Có chứ anh. Nhưng mà sao không tiến tới được luôn? Mà gần 2 năm. Thì cũng quen là cũng tiến tới đây nhưng mà đôi khi thì lại... Đó mà là chuyện tình cảm nó nhiều cái có nghĩa là nói. Dạ. Của anh lúc đấy là anh còn đang mải chơi nên thôi. Dạ. Rồi. Ok bây giờ cách đây là 3 năm rồi thì trong vòng 3 năm đấy anh có cô gái nào nữa không? Em thì quen thì cũng có quen nhưng mà nó không tới đâu. Đúng, quen được 3 tháng 5 tháng rồi chẳng tới đâu nên là đôi khi thì nhiều cái bây giờ mà hỏi tiết nhá, 3 tháng thì cũng chẳng thấy đâu thì nó thuộc vào cái hệ gì, do tại sao mà nó không thấy đâu? Tụi em cũng sẽ tìm một cô gái
Nhưng mà bọn em là xếp đâu thì người ta mới ghép đúng không? Dạ. Thì đấy, thì bây giờ theo anh thì lý do mà nó tới đâu là như tại sao mà nó không tới đâu được đó? Lý do À thì đôi khi nhiều cái điểm mà giống như mình quen thì đôi khi người ta lại đòi hỏi cái này cái kia, đôi khi mình lại không đáp ứng được. cụ thể Đó, là ví đúng dụ về giống như kiểu về vấn đề chúng ở tài chính chẳng hạn hay là kinh tế chẳng hạn. Bây giờ nhiều cái đôi khi là bỏ từ từ thì cũng làm được, nhưng mà đôi khi người ta nhiều cái người ta gấp gáp quá thì lại xảy ra lớn tiếng thế này thế kia. rồi, ok em hiểu. Bây giờ Dạ. của anh trung bình là bao tiền một Lương em là 18 đến 20 triệu, dao động 19 triệu tháng. anh xác định là trong Bình Dương hay là lại quê? Em lúc cái này cũng chưa biết được, nhưng mà sức em thì muốn về quê. Muốn sao lại về quê? Dạ, về quê thì nó vẫn nhiều kinh tế, nó phát triển hơn. Bây giờ trong này thì chỉ làm việc thôi, còn mục đích mình cũng phải về quê chứ anh. Rồi. Bây giờ anh làm này anh có tích góp được nhiều tiền không? Gia đình thì có tích góp được không? Em thì cũng có tích góp được một chút xíu rồi, thì đất thì em cũng có rồi, nên là Đất có ở đâu anh? em cũng có ở chỗ đó, dưới Biên Hòa. Rồi, ok. Bây giờ anh em hỏi với nhau về cái mẫu người mà anh mong muốn tìm kiếm đi ha. Giờ như em thì cần giống như là một nửa nào là thương yêu nhau thật lòng, nó hiểu mình mà biết quan tâm, biết chia sẻ lẫn nhau trong cuộc sống ấy, những lúc mà vui buồn là được rồi. Thứ hai nữa là nghề nghiệp cũng phải ổn định một chút xíu, Theo anh nghề nghiệp ổn định thì khái niệm của anh ấy của anh như nào? là công việc người ta cũng phải ổn một, ý là làm việc cái lương cũng phải ổn ổn chút xíu, giống như gọi là cũng phải 10 triệu hay 11 triệu hay gì đó, nó xem giống thế anh. Rồi bây giờ là nói chung là cũng là một cô gái có lương trên 10, lương phải 10 triệu đúng không? Thì mới đảm bảo cuộc sống của hai đứa. Là đúng không? Rồi thế đi. Còn có yêu cầu đặc thù công việc là phải làm văn phòng hay là đặc thù một công việc nào khác không? Dạ em không, ai à, nó không quan trọng mấy. Rồi ok. Vùng miền thì sao? Em không quan trọng vùng miền. Rồi bây giờ thế vậy thì nếu mà để mà gần nhất và mình có thể hẹn hò tốt nhất thì là mình chắc trong khu vực phía Nam đúng không? Dạ đúng Nhưng rồi. mà sau này khi mà hai anh chị về được với nhau thì mình sẽ deal về cái vấn đề, sẽ nói chuyện với nhau á, về cái vấn đề Dạ. ra ngoài Bắc hay là không, đó là cũng là cái tính toán của anh. Dạ đúng rồi. Đôi khi mà bạn đi thì thích thì vẫn là phải thích ở đây thì thôi, cũng phải chấp nhận thôi. Quan trọng là hai người đều có tiếng nói chung. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ trước mắt ấy là về cái vùng miền thì có thể là miền Tây, miền Nam, miền Trung được đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, bán kính anh có thể quen được là những vùng nào cô đang ở Sài Gòn được không? Dạ được anh. Sài Gòn, Bình Dương, mấy tỉnh lân cận nhá. Dạ đúng rồi anh. Rồi. Nếu mà xa xa kiểu như Sài Gòn thì vẫn cố lên được ha. Dạ. Rồi, ok. Anh còn có những cái điểm gì anh không biết ở bạn cái? Tóm lại cái tiêu chuẩn của em chỉ cần như thế là đủ rồi, không cần thì Nhưng mà khuôn mặt con người nhân dáng không là như cần. nào? Chứ bây giờ ví dụ như em chọn thì em bảo là ok em thích cô gái này quá, nhưng mà ví dụ như anh thì anh không thích thì sao? Tóm lại là hình dáng cũng phải dễ nhìn một chút xíu anh. Rồi ok anh, thì em cũng hiểu rồi. Thì bây giờ ấy, cái ngày mà gần nhất có thể ghi hình được á Dạ. là 30 31 tháng 8, thì Dạ. sẽ là ghi hình ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Nếu Dạ. mà tìm được cái người phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ với anh, Dạ. thì anh sắp xếp một buổi để tham gia cái chương trình nhá. Dạ ok anh. Là ok.
Dạ. nha. Dạ, rồi em cảm ơn anh nhá. Cảm ơn chương trình nhá. Dạ, ok. Dạ, em chào anh nhá.